Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 24 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu tăng nhẹ trở lại, đứng quanh vùng giá 2031,4 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm khá mạnh, đứng mức 103,12 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng tăng mạnh trở lại, đứng mức 40.370 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,107% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ đứng ở mức 74,54 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại đang trong trạng thái cầm chừng trong những phiên gần đây. Theo dữ liệu mới nhất, vàng đang chịu một áp lực bán kỹ thuật trước những kỳ vọng về lãi suất thay đổi liên quan đến thời điểm cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong chu kỳ nới lỏng sắp xảy ra. Đặc biệt, các quỹ phòng hộ đã bắt đầu tăng vị thế bán của họ. Theo dữ liệu thương mại mới nhất từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ, hay còn gọi là CFTC, đây là một khởi đầu năm được cho là đáng thất vọng đối với những nhà đầu tư kim loại quý. Vì đa phần họ đã dự đoán một đợt phục hồi mạnh mẽ trên toàn ngành vào năm 2024, nhưng sự phục hồi của đồng bạc xanh kể từ cuối tháng 12 đã tiếp tục gây ra áp lực giảm giá lên vàng. Báo cáo cam kết dành cho nhà giao dịch được phân tách của CFTC trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 1 cho thấy các nhà quản lý tiền đã giảm tổng vị thế mua đầu cơ của họ đối với hợp đồng tương lai vàng COMEX thêm 3.402 hợp đồng xuống còn 130.931 hợp đồng. Đồng thời, các vị thế bán tăng thêm 1.828 hợp đồng lên 47.702 hợp đồng. Như vậy, thị trường vàng vẫn duy trì vị thế mua dòng 83.229 hợp đồng. Theo các chuyên gia, những bình luận có phần diều hâu từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã thúc đẩy các nhà đầu tư mạnh tay cắt giảm vị thế mua vàng. Cùng với đó, dữ liệu kinh tế vững chắc vào tuần trước đã đẩy kỳ vọng của thị trường về xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 3 tới đây xuống mức 50%, giảm đáng kể so với xác suất 80% được định giá trong tuần liền trước đó. Bất chấp những cơn gió ngược, một số nhà phân tích vẫn tiếp tục nhận định tiềm năng tăng giá của kim loại quý này. Với những bất ổn về địa chính trị do sự hỗn loạn đang diễn ra ở Trung Đông và lo ngại về suy thoái kinh tế vẫn tiếp tục hỗ trợ cho vàng trong dài hạn. Trong báo cáo mới đây, quý vị và các bạn cũng đã biết JP Morgan cũng tin rằng triển vọng trung hạn cho vàng trong suốt năm 2024 và đến nửa đầu năm 2025 vẫn khá tích cực. Các chuyên gia này cho rằng bất kỳ đợt giảm giá nào trong những tháng tới sẽ được coi là cơ hội để mua trước một đợt phục hồi đột phá mà JP Morgan dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa năm 2024 khi mà tăng trưởng GDP của Mỹ chậm lại. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước vẫn duy trì xuống tăng mạnh là chủ yếu. Còn với mặt hàng vàng nhẫn độ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì cũng đã quay đầu tăng nhẹ trở lại. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại mua vào ở mức 74,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,70 triệu đồng trên lượng, tăng 200.000 đồng trên lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho hệ thống Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì chênh lệch giữa chiều vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang đứng ở mức rất cao, 2.500.000 đồng trên một lượng. Với giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 74,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,72 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng 200.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, mua vào mức 74,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,70 triệu đồng trên lượng, tăng 200.000 đồng trên lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji thì vẫn duy trì xuống tăng, mua vào mức 74,15 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,65 triệu đồng trên lượng. Hiện tại có hệ thống vàng Mỹ Hồng và ngân hàng Exim Bank điều chỉnh giảm, với Mỹ Hồng mua vào mức 75,10 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 75,90 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 300.000 đồng trên lượng bán ra. Với ngân hàng Exim Bank, hiện tại mua vào ở mức 73,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76 triệu đồng trên lượng, giảm mạnh 500.000 đồng trên lượng cả chiều vào và chiều bán. Với mặt hàng vàng nhẫn độ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 62,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,10 triệu đồng trên lượng, tăng nhẹ thêm 50.000 đồng trên lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn độ số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhẫn độ số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 62,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,20 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ,
Tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại khép lại phiên giao dịch ngày hôm nay bằng một phiên tăng khá mạnh, tăng 40 đồng trên đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mua vào mức 24.400 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.770 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.000 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.100 đồng trên đô la Mỹ, tăng 20 đồng trên đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên tối nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.420.000, bán ra 7.670.000, tăng 200.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 2.500.000 đồng trên lượng, và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.420.000, bán ra 7.672.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.420.000, bán ra 7.670.000, tăng 20.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.415.000, bán ra 7.665.000, tăng 20.000 ở chiều vào và chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 7.420.000, bán ra 7.660.000, tăng 20.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.425.000, bán ra 7.655.000, tăng 20.000 ở chiều vào và chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 7.510.000, bán ra 7.590.000, giảm 10.000 ở chiều mua, 30.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.350.000, bán ra 7.600.000, giảm 50.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng TB Gold mua vào 7.415.000, bán ra 7.665.000, tăng 20.000 ở chiều vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.420.000, bán ra 7.672.000, tăng 20.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại tăng 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2.500.000 đến 2.560.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.420.000, bán ra 7.672.000. SJC Huế mua vào 7.417.000, bán ra 7.672.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.420.000, bán ra 7.670.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.420.000, bán ra 7.672.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.418.000, bán ra 7.672.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Tại tăng nhẹ trong khoảng từ 21 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.290.000, bán ra 6.410.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.290.000, bán ra 6.420.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.280.000, bán ra 6.370.000, cùng tăng 5.000 ở chiều vào chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.176.9 nghìn, bán ra 6.306.9 nghìn, tăng 4.900 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.593.000, bán ra 4.793.000. Vàng 14K mua vào 3.529.1 nghìn, bán ra 3.729.1 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.471.6 nghìn, bán ra 2.671.6 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.